Thưa quý vị, tình hình dịch Covid-19 trên cả nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Tại ổ dịch Bắc Giang, theo thông tin từ bộ phận công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang, Tính đến đầu giờ chiều ngày 25 tháng 5, tỉnh này đã ghi nhận thêm hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Chiều cùng ngày, thì trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Bắc Giang, Bộ Y tế đã họp khẩn với Bộ phận Công tác Đặc biệt và Sở Y tế Bắc Giang. Số lượng các ca dương tính này được phát hiện nhờ tổng lực tăng tốc xét nghiệm trong vòng 3 ngày qua mà Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bắc Giang và lực lượng y tế thực hiện. Việc này được triển khai tại tất cả các khu công nghiệp, nhà máy và nơi lưu trú của công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tất cả công nhân dương tính này đều đang lưu trú tại khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và được kiểm soát. Những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của VTC nào. À, vâng, thưa quý vị. Mới đây, tại Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hà Đông cho biết, quận này vừa lập rào chắn, lực lượng chức năng thì đang túc trực tại chợ xanh Văn Quán, phường Phúc La để phòng chống dịch COVID-19. Động thái này được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân quận Hà Đông xác định có ca nghi mắc COVID-19 từng đến chợ xanh Văn Quán mua đồ. Ca nghi mắc này là người của công ty cổ phần tập đoàn TNT số 2 Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tiếp nhận thông tin, quận đã phong tỏa tạm thời chợ xanh để khử khuẩn, phòng dịch và tiến hành truy vết. Vị lãnh đạo này thông tin thêm. Hiện tại thì ổ dịch công ty TNT đã có 26 trường hợp dương tính với COVID-19. Và tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong thời gian qua, công tác phòng công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng tránh dịch bệnh COVID-19 và ý thức bảo vệ bản thân, cộng đồng của người dân, tạo uh tạo cho người dân một tâm thế bình tĩnh đối phó với dịch bệnh trong xã hội. Tuy nhiên, một số phương thức và nội dung cung cấp thông tin về phong chống dịch COVID-19, trong đó có việc công bố công khai danh tính và lịch trình di chuyển của nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 gần đây đã bộc lộ nhiều bất cập. Các thông tin này do ngành y tế các địa phương công bố dựa trên khai báo của người bệnh và dựa vào đó, một số tổ chức cá nhân đang tải lại kéo theo những bình luận suy diễn xâm phạm đời tư bệnh nhân, ảnh hưởng đến người thân trong gia đình người bệnh. Bộ Y tế đã đề nghị các đơn vị không công bố danh tính, chi tiết về lịch trình di chuyển và chi tiết về quá trình tiếp xúc của bệnh nhân, chỉ công bố khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ về dịch tễ, nơi đã từng có người dương tính với COVID-19 đến để người dân đã từng di chuyển, tiếp xúc tại khu vực đó thực hiện các biện pháp tự bảo vệ mình và những người xung quanh theo hướng dẫn của ngành y tế. Vâng, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Trước đó thì công điện hòa tốc do chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký tối 24 tháng 5 yêu cầu từ 12 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2021 thì tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ như là nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ và chỉ cho phép bán hàng mang về không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người. Các cửa hàng như là cắt tóc, cội đầu để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới của thành phố. Và theo ghi nhận sáng 25 tháng 5, tại nhiều nhà hàng, quán cắt tóc, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng và một số người dân thì đã tranh thủ đi cắt tóc trước giờ đóng cửa những quán cắt tóc 12 giờ trưa nay. À, vâng thưa quý vị, chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. À, vào ngày 24 tháng 5, trên một diễn đàn công nghệ đã xuất hiện ảnh chụp màn hình sao kê tài khoản ngân hàng được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh. Các thông tin bị lộ thì bao gồm 27 biến động tài khoản gần nhất, nội dung chuyển khoản, số tiền giao dịch và số tham chiếu. Trong phần nội dung thông tin có đề cập đến số tài khoản thuộc ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB Bank mang tên Võ Nguyễn Hoài Linh. Đây cũng chính là số tài khoản nghệ sĩ Hoài Linh đã công bố trên trang cá nhân để nhận tiền từ thiện ủng hộ cho đồng bào miền Trung thời gian vừa qua. Liên quan tới vụ việc này thì trưa 25 tháng 5, đại diện truyền thông của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội cho biết đã ghi nhận sự việc từ tối qua 24 tháng 5 và đang điều tra tuy nhiên vụ việc này có tính chất phức tạp liên quan tới nhiều bộ phận nên hiện phía ngân hàng vẫn đang xác minh để làm rõ sự việc Vâng, xin được chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Phát biểu trong cuộc họp thường niên của WHO ngày 24 tháng 5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo các biến chủng đang thay đổi liên tục và bất kỳ biến thể nào trong tương lai đều có thể khiến các công cụ của WHO trở nên không hiệu quả. Hiện nay thì chưa có biến thể nào khiến cho vaccine mất hiệu quả trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2. Xong, điều này không chắc chắn được đảm bảo trong tương lai khi ngày càng xuất hiện các biến thể mới. Tổng giám đốc của WHO cũng kêu gọi đóng góp vaccine COVID-19 để hiện thực mục tiêu tiêm chủng cho 10% dân số mỗi nước vào tháng 9 năm nay. Người đứng đầu của WHO kêu gọi các quốc gia ngừng tiêm chủng vaccine cho trẻ em và tăng những liều vaccine này cho những quốc gia đang gặp khó khăn về nguồn cung vaccine. Vâng thưa quý vị, trong một tuyên bố mới đưa ra tối 24 tháng 5, theo giờ địa phương, Frontier Myanmar cho biết Danny Frenster, 37 tuổi, là một nhà báo người Mỹ, hiện đang làm việc ở Saigon, thành phố lớn nhất của Myanmar. Theo Frontier, hiện nhà báo Danny Frenter đã bị chuyển đến nhà tù Inserin gần thành phố Zagon, trong khi đó, Brian Frenter, anh trai của nhà báo này thì cho biết rằng anh đang làm việc với các cơ quan chức năng ở Michigan, nơi gia đình Frenter sinh sống, cũng như là liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ để giải quyết vấn đề với hy vọng sớm đưa được Frenter trở về nhà. Vụ bắt giữ nhà báo Frenter xảy ra sau gần 4 tháng kể từ khi quân đội Myanmar bắt giữ bà Ung San Suu Kyi cùng với các quan chức của đảng NLD cầm quyền sau đó thì lên nắm quyền và tuyên bố tình trạng khẩn cấp một năm trên cả nước. Tính đến thời điểm này thì tình hình dịch Covid-19 trên cả nước tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp. Trong bản tin của Ban chỉ đạo phòng chống quốc gia vào 12 giờ trưa hôm nay thì nước ta đã có thêm 100 ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận trong nước và riêng tại tâm dịch nóng nhất của quốc gia là tỉnh Bắc Giang thì đã ghi nhận thêm 87 ca. Tiếp theo là Hà Nội ghi nhận 8 trường hợp, Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp. Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Bình, mỗi địa phương ghi nhận là một trường hợp. Hiện tại thì tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn có diễn biến rất phức tạp khi cả thế giới đã có 167,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 148 triệu ca đã khỏi bệnh và gần 3,5 triệu ca đã tử vong. Trong ngày ghi nhận là 14.206 ca tại Đông Nam Á, Indonesia đã tăng thêm 5.907 ca, Philippines tăng 4.973 ca, Thái Lan tăng 2.713 ca Campuchia tăng 556 ca, Singapore tăng 36 ca và Lào thì chỉ tăng 21 ca. Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện tại thì dịch COVID-19 tại Hà Nội vẫn đang diễn biến rất phức tạp và trong tối ngày hôm qua như chúng ta đã biết thì tất cả những cái hoạt động không thiết yếu tiếp theo đã được chính quyền của thành phố yêu cầu hạn chế hoạt động cũng như là cấm hoạt động và đến thời điểm này chỉ trong vòng 1 ngày từ ngày 24 tháng 5 cho tới nay thì chính quyền thủ đô đã cách ly 5 khu chung cư vì có nguy cơ lây nhiễm cao ra cộng đồng. 5 khu chung cư nói trên nằm ở quận Bắc Từ Liêm, quận Thanh Xuân và quận Hoàng Mai, nơi ghi nhận các ca dương tính COVID-19 trong ngày vào lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 5 thì quận Bắc Từ Liêm đã phong tỏa mềm 4 tòa nhà ở khu đô thị gomax City sau khi xác định được bệnh nhân 5 cư trú tại đây. Tại quận Thanh Xuân thì khoảng 10 giờ sáng cùng ngày lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời toàn bộ tòa nhà 17T4 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính nơi cư trú của bệnh nhân 5309. Gần 500 cư dân ở 123 căn hộ được yêu cầu không ra khỏi nhà. Cùng thời điểm, đơn nguyên A tòa nhà The Legend cao 30 tầng tại địa chỉ 109 Nguyễn Tuân phường Nhân Chính cũng bị phong tỏa do có một ca dương tính người Trung Quốc cư trú tại đây. Tại quận Hoàng Mai thì khoảng 16 giờ cùng ngày lực lượng chức năng và các cơ quan phòng chống dịch của phường yên sở đã phong tỏa, phun khử khuẩn toàn bộ đơn nguyên 2 của tòa nhà CT1 trung cư Jalesia Riverside 885 Tam Trinh. Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm 40 người sống cùng tầng 30 với ca nghi mắc covid-19. Vào tối cùng ngày thì toàn bộ tòa A khu The Gen, khu đô thị Gamuda Garden ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai cũng đã bị phong tỏa tạm thời. Chính quyền phường cũng yêu cầu cư dân tại tầng 20 tòa A tạm thời tự cách ly tại nhà. Hiện tại thì toàn thành phố đã có ít nhất 54 điểm phải phong tỏa và cách ly. Trước đó, hôm qua ngày 24 tháng 5 thì tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trong ngày của thành phố Hà Nội thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ông Trử Xuân Dũng đã yêu cầu người từ các địa phương về Hà Nội từ ngày mùng 10 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 phải khai báo y tế online thực hiện trong ngày 25 tháng 5, người về Hà Nội từ ngày 22 tháng 5 tới đây khai báo y tế online trong vòng 24 giờ. Ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, yêu cầu các cấp, các lực lượng vào cuộc chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cũng khẳng định nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Hà Nội là rất cao, đồng thời yêu cầu người dân từ các địa phương về Hà Nội từ ngày mùng 10 tháng 5 đến 24 tháng 5 phải khai báo y tế online, thực hiện trong ngày 25 tháng 5. Người về Hà Nội từ ngày 25 tháng 5 tới đây khai báo y tế online trong vòng 24 giờ người dân trở về Hà Nội đi từ các tỉnh mà về Hà Nội kể từ ngày 10 tháng 5 đến ngày hôm nay ngày 24 tháng 5 bất kỳ là địa phương nào trên cả nước thì đề nghị là chúng ta đều phải khai báo y tế online qua cái phần mềm tờ khai y tế rồi uh, Encovi, rồi Bluezone. Và đề nghị là tất cả trường hợp này khai báo xong trong ngày 25 tháng 5. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo siết chặt công tác quản lý tại các khu vực có nguy cơ cao như tại các bệnh viện, khu công nghiệp khu trung cư, đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh khi vừa phát hiện một trường hợp bác sĩ ở Bệnh viện Bắc Thăng Long dương tính với COVID-19. Các cơ quan hành chính, các đơn vị trên địa bàn thành phố cần thực hiện nguyên tắc hội họp có giãn cách giữa người với người là 2 mét, số vị trí ngồi không quá 50%, hạn chế họp trực tiếp, tăng họp trực tuyến, để phòng thông thoáng, hạn chế điều hòa trung tâm, đặc biệt tại các khu liên cơ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ với người xa vào các trụ sở, hạn chế tiếp khách của cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức trong thời điểm này tại các trụ sở nơi làm việc. Thưa quý vị và các bạn, cũng như thông tin chúng tôi vừa nêu ở trên thì cũng trong buổi họp chiều qua của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thủ đô Hà Nội thì chính quyền thành phố đã ban hành nhiều quy định mới có hiệu lực từ ngày hôm nay. Theo đó thì từ 12 giờ trưa ngày hôm nay 25 tháng 5 thì Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Đến khi có thông báo tiếp theo của thành phố, cụ thể thì nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về, không tổ chức ăn uống liên hoan tập trung đông người, các cửa hàng cắt tóc, gội đầu thực hiện dừng hoạt động triệt để tất nơi vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác phòng chống dịch, phê bình và xử lý kịp thời nghiêm minh những tổ chức cá nhân có vi phạm, đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả hơn, nhanh hơn bằng nhiều hình thức thiết thực, phát huy tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, phường, các khu chung cư và trên cả không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta làm thế nào để có thể phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện tại là một câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm. Thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế một cách nghiêm túc hay cố thủ ở trong nhà phòng chống dịch cũng là những sự phân vân của nhiều người đến thời điểm hiện tại. Ở Nhật Bản thì vì lo sợ dịch bệnh, ba người đàn ông tại quốc gia này đã bỏ thành phố lên hoang đảo sống đời tự cung tự cấp như Robinson trong suốt hơn một tháng trời. Toàn bộ hành trình xin tồn trên đảo hoang được ba người đàn ông này quay lại và dựng thành video chia sẻ trên trang mạng xã hội YouTube gây được tiếng van lớn làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Trước khi đổ bộ lên đảo hoang thì ba người đã chuẩn bị nhiều đồ dùng bao gồm cả cần câu cá, cuốc, xẻng, cưa lều, dụng cụ làm bếp, gia vị và cả tấm pin mặt trời. Họ cũng cẩn thận mua một con gà sống để phòng trừ chưa bắt được cá ngay khi lên đảo. Đến đảo Hoang thì ba người tự dựng lều tìm cách nhóm lửa hàng ngày, xuống biển bắt cá nướng ăn, thậm chí đi tìm nguồn nước nóng để ngâm mình thư giãn. Sau một thời gian sống hoang dã thì ba người đàn ông đã trở về đất liền một cách suôn sẻ. Chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và bạn, kênh CCTV của Trung Quốc đưa tin ngày 24 tháng 5 cho biết một lữ đoàn không quân hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc điều tiêm kích bom GH-7 tham gia diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông. Cuộc diễn tập được tiến hành gần đây, song địa điểm và thời gian cụ thể thì không được tiết lộ. Các tiêm kích bom GH-7 huấn luyện khoa mục bay bám mặt biển xuyên qua lưới phòng không đối phương, sau đó nã hàng nghìn phát pháo cùng rocket và ném bom vào các mục tiêu trên biển, Cuộc diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng tác chiến của phi công trong những chiến dịch không kích chính xác mục tiêu biển trên biển. Giới chuyên gia nhận định rằng đây là một cuộc diễn tập phần một phần trong kế hoạch huấn luyện của quân đội Trung Quốc và không liên quan đến hoạt động của khu trục hạm Mỹ USS Curtis River ở khu vực Biển Đông. Tiêm kích bom GH7 ngày 20 tháng 5 cũng tham gia một cuộc diễn tập ở eo biển Đài Loan và áp sát vùng trời phía tây nam của hòn đảo này. Đợt áp sát diễn ra 2 ngày sau khi khu trục hạm Curtis River đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc gọi chuyến đi của tàu Curtis Graber là hành động gửi tín hiệu sai cho những kẻ ly khai trên đảo Đài Loan. Hạm đội 7 Hải quân khẳng định rằng hành động này phù hợp với luật pháp quốc tế. Khoảng 270 tiêm kích bom GH7 được chế tạo trong giai đoạn 1998-2017. GH7 có thể đạt tốc độ tối đa là 1.808 km h trần bay lên tới 16.000 m và tầm bay chiến đấu là 900 km, có thể lên tới giới hạn là 1.760 km với một lần tiếp liệu khi bay. GH7 được trang bị một pháo hai nòng 23mm, 9 giá treo với khả năng mang theo 9 tấn vũ khí bao gồm rocket, tên lửa và bom.